Mến chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị Trinh Xinh lại có một bộ play đồ rất là đẹp đây các em ơi. Các em có thể thấy đây, chị Trinh Xinh có một bộ play đồ towel. Đây chính là bộ play đồ mình có thể làm ra cửa hàng thú cưng đó các em. Đây là mặt trước của chiếc hộp nè, có rất là nhiều con vật và có một cô bé bán hàng rất dễ thương đó. Chị Trinh Xinh là đằng sau cho coi nha. Đây, phía sau nè. Đó, người ta có hướng dẫn đó các em. Trong này có hướng dẫn các em cách làm ra các con thú cưng nè, để chúng ta có thể chơi trò bán hàng cửa hàng thú cưng. Chúng ta bắt đầu chơi nha các em. Chị mở ra nha. Wow, có rất là nhiều dụng cụ trong này đó các em ơi. Đầu tiên, đây là gì nhỉ? Ồ, một khuôn nặng kim luôn, cái này có thể gắn để làm cửa hàng đó nè. Và xuống đây nha. Đây là gì nhỉ? Tiếp theo là một cái lồng chim các em ạ. Rất là hay phải không nào? Gì đây nhỉ? Ồ, khuôn nặng hình những chú cá xinh xinh. Đây là gì nhỉ? Chị chim sinh cũng chưa biết, nhưng mà cái phần này nó có thể làm in hình dấu chân những chú chó này các em. Tí nữa chúng ta sẽ cùng khám phá để coi những cái vật dụng này chơi như thế nào nha. Tiếp theo là gì? Wow, có rất là nhiều món đây các em. Đây, khuôn nặng ra hình một chú gấu dễ thương. Đây rồi, cô chủ nhỏ của chúng ta này các em ơi. Quá đẹp. Xin chào các bạn nhỏ nha. Nè, đội nón xanh nè. Cái nón này có thể gỡ ra được nè. Và ở đây nó có cái lỗ này, để tí chúng ta có thể làm khuôn và tạo tóc cho cô nàng này. Chân nè, váy mặc màu hồng này, có thể tạo hình con thỏ ở đây luôn nha. Mắt to tròn, rất là dễ thương đó. Chúng ta còn có thêm bốn hũ đất nặng, hai hũ lớn với màu cam. Thôi chị Vinh xin bỏ xuống đây nha, chúng ta mở ra sau nha. Còn rất là nhiều dụng cụ ở đây nha. Wow, có thêm một anh chàng dễ thương tham gia vào buổi chơi hôm nay đây. Màu tím các em ạ. Cái răng xinh quá nè. Còn đây chính là cái cửa hàng nè các em. Cửa hàng này nó có rất là nhiều cái khuôn nhỏ nhỏ này. Đó, chúng ta sẽ làm tạo hình những cái con vật để bán ở trên những cái khuôn này đó. Rồi, để xem trong này còn gì không nè. À, còn một tấm hướng dẫn nữa các em. Đây các em ơi, với tờ hướng dẫn này chúng ta có thể dễ dàng chơi và tạo ra cho mình một cửa hàng thú cưng nè. Chúng ta còn có những cái miếng sticker rất là dễ thương đó. Rồi, chúng ta bắt đầu chơi nha. Chị Chim Sinh sẽ bắt tay vào để làm cửa hàng thú cưng nha các em. Đây, chị sẽ lắp trước tiên là cái màu xanh này với cái mảnh màu trắng này nha. Đó, lắp hai mảnh lại với nhau. Rồi, rồi sau đó các em hãy móc cái này lại vào này. Đó, và đặt xuống đây nha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái cục màu hồng này nha. Đó, và lấy cái miếng này nè các em, gắn vào như vậy. Rồi, chị Kim Sinh sẽ đặt vào đây. Đó các em. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ lấy cái màu xanh này nè, bỏ vào đây nha.
Sau đây là chúng ta sẽ sử dụng chiếc lồng chim này nè. Lồng chim màu xanh dễ thương quá ha. Gắn lên cái phần lỗ này nè các em. Và cuối cùng chúng ta còn lại những vật dụng này để có thể bắt đầu làm. Rồi đó, chúng ta bắt đầu tạo hình nha. Và sau đây chúng ta hãy bắt đầu làm tóc cho cô bạn nhỏ của mình ha. Trước tiên là chị sẽ mở cái mũ ra nè. Ồ, bên trong đầu rỗng các em ơi, đầu bị rỗng nè. Chị sẽ dùng những sợi tóc nha. Trước tiên là mình sẽ bỏ vô đây một cái tóc mái nè. Một sợi tóc. Thêm một sợi tóc nữa là hai sợi tóc. Đây nữa là ba sợi tóc. Chúng ta cứ hãy bỏ vào và lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh lại tóc sau nha các em. Xong rồi đó. Bây giờ là sợi tóc ở phía bên tay phải chị Chim Sinh nha. Chị sẽ làm sợi tóc bên này màu xanh nè. Đầu chỉnh lại tóc nha. Xong rồi đó các em ơi. Thế là cô nàng này đã có một bộ tóc rất là xinh phải không nào? Bây giờ chị Trinh xin sẽ đổ nón lên nha. Wow. Rất là dễ thương này. Vừa có tóc xinh nè, ba màu tóc, màu đỏ, màu xanh và màu xanh lá. Mến chào tất cả các bạn nhỏ nha. Mình đã có tóc mới chị Kim Sinh làm cho mình rồi nè. Có xinh không nào các bạn ơi? Để cho cô nàng này xinh đẹp hơn thì chị Kim Sinh sẽ điểm thêm một vài những cái chi tiết nha. Đầu tiên là trên cái nón của cô nàng nè. Rồi đó các em. Lấy ra nha. Và xoay mặt lại nha. Đó là chúng ta đã có một cái nón có hình chân chó ở trên rất là dễ thương nè. Phía dưới áo của cô nàng nữa nè các em. Chúng ta sẽ làm con thỏ nha. Làm một chú thỏ để mà cho nó đẹp nè. Chị Chim Sinh sẽ dùng một mượt đất màu trắng. Chị ấn lên mặt thỏ ở đây. Và sau đó chị gỡ ra nè. Rồi, khi chúng ta gỡ ra thì chúng ta tỉa bớt những cái phần đất dư đi nha. Sau khi hoàn thành xong chú thỏ thì chúng ta sẽ gắn lên áo nè. Xong rồi đó các em ơi. Cô nàng của chúng ta thật là xinh xắn phải không nào? Tiếp theo hãy cùng làm đẹp cho người bạn nhỏ của cô bạn nha. Đây, người bạn nhỏ đấy có màu tím rất là dễ thương nè. Và chúng ta gỡ ra, bỏ vào đây một ít đất màu tím. Và sau đó các em sẽ dùng miếng mica này nè, ấn chặt vào nha. 1, 2, 3.
Wow, thế là đã lòi ra hai cái tay rồi nè các em. Giờ chỉ cần nắn lại thôi nè. Đầu tiên là nắn cái tay bên này. Rồi nắn cái tay bên này. Vậy là đã có cái tay rất là xinh rồi đó. Và để tôi dán thêm thì chị Chim Sinh sẽ tạo một chiếc nơ cho chú này nha. Chúng ta sẽ lấy cái miếng này và các em lật lại mặt trước, có rất là nhiều khuôn này các em. Chị sẽ bỏ đất màu hồng vào đây. Dàn đều đất ra. Rồi đó các em ơi. Giờ chúng ta lấy ra nha. Sau khi lấy ra là chúng ta đã có một chiếc nơ rất là xinh rồi nè. Giờ chúng ta hãy gắn chiếc nơ này lên đầu nha. Wow, rất là dễ thương phải không nào? Sau khi mà đã làm được hai bạn nhỏ rất là xinh xắn rồi thì bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào làm những thú cưng nha các em. Đây, chúng ta thấy cái máy này nè các em, dùng để ép ra một thú cưng, đó chính là chú chuột dễ thương lắm. Đây, chị Chim Sinh sẽ bỏ vào đây những viên đất. Một viên nè. Thêm một viên nữa nè. Rồi, ép chặt vào nha các em. Sau khi ép chặt thì mở ra nào. Wow, đã có một chú chuột xuất hiện rồi nè các em ơi. Và chị chim sinh sẽ lấy ra nha. Rồi sau khi lấy ra thì chúng ta hay gỡ những cái phần rìa mà không cần thiết đi nào. Sau khi ép khuôn xong á, thì các em vuốt cho những cái đường nét thẳng thớm nè. Đây là hai cái tai. Và chị chim sinh sẽ gắn mắt lên nè. Một cái mắt đầu tiên. Tiếp theo đây cũng là một cái mắt nữa nè. Một cái mắt thứ hai các em ạ. Vậy là chúng ta đã có hai cái mắt rồi đó. Và gắn thêm vào đây là hai cái chân nữa các em ơi. Cái tay. Hai cái tay. Rồi cái chân. Hai cái chân. Xong rồi đó các em ơi. Dễ thương không nào? Cùng làm thêm những sinh vật khác nha các em. Ở đây chúng ta có một cái khay nè. Đó, cái khuôn này chúng ta có thể làm được hình con mèo rất là dễ thương đó. Rồi, chị Trinh xin sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên chúng ta hãy cho đất vào đây nha. Một đất màu cam nè. Rồi, ấn chặt. Và ở trên phần nắp này các em cũng phải cho đất nha các em. Rồi, sau khi đã xong thì chúng ta ép khuôn lại và ấn chặt nè. Wow, xong rồi đó. Và bây giờ hãy mở ra nào. Wow, một chú mèo màu cam đang dần hình thành rồi đó. Chị Chim Chim sẽ lấy phần đất thừa này ra nha. Khéo léo nha các em ơi. Chị sẽ cố gắng lấy ra được con mèo đẹp nhất nè. Rồi. Thế là chúng ta đã có một chú mèo dễ thương rồi nè. Để chị gỡ những cái rìa đất ra nha.
Xong rồi đó các em ơi, chúng ta đã có một chú mèo xinh xắn rồi đây. Bây giờ hãy cùng chị điểm thêm mắt cho mèo nha. Mèo phải cần có mắt nè. Đầu tiên là một mắt ở bên phải, rồi mắt ở bên trái. Đó, mèo có hai chiếc mắt rồi. Và bây giờ mèo cần có một cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh nữa nha. Hãy làm cho mèo một cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Wow, rất là xinh phải không nào? Chúng ta hãy làm thêm cho mèo một cái vật dụng trang trí thật là xinh xắn nha các em. Ở đây chị Chim Sinh thấy là mình có một cái khuôn tạo ra được hình chiếc vòng lục lạc đeo cổ rất là dễ thương nào. Bỏ đất vào nha. Ấn chặt. Đó. Ở đây chúng ta có một hình một chiếc nơ rồi nè. Chiếc vòng cổ lục lạc rất là dễ thương rồi đó. Bây giờ chị em xin sẽ lấy ra nha. Cắt tỉa đi những cái phần dư thừa nè. Rồi đó các em ơi, rất là xinh đó. Chị sẽ lấy mèo đây và đeo vòng cổ lên cho mèo nè. Quá hợp luôn các em ơi. Rồi chúng ta hãy đặt chú mèo xuống đây nha. Và tiếp tục làm thêm những chú động vật khác. Trong chiếc khuôn này còn có hình một loại động vật khác nữa nè các em. Rất xinh phải không nào? Rồi chị Chim sẽ bắt đầu làm thêm một loại động vật khác nha. Chọn màu xanh lá và bỏ đất vào đây. Tiếp tục cái phần khuôn còn lại cũng vậy. Rồi đó các em ơi. Và chị tiếp tục ép chặt nha. Chặt nào. Mở ra nào. Wow. Để lọc những cái phần đất thừa đó nha. Lấy chú heo ra thôi. Đây rồi các em ơi, chú lợn con xinh xắn màu xanh lá đã xuất hiện rồi đây. Đây chính là chú lợn con xinh xắn màu xanh đây. Nhưng mà đây có phải chú lợn không nhỉ? Để chị Chim Sinh nhìn kỹ lại nha. Hình như là không phải chú lợn đâu các em ơi. Em có biết đây là con vật gì không nhỉ? Nhưng mà thôi bây giờ chị Kim Sinh cứ phải tạo mắt, tạo mũi cho chú vật này đã nhá. Chúng ta hãy điểm mắt nè. Một bên mắt thứ nhất. Đó. Và một bên mắt thứ hai. Đó, vậy là chúng ta đã có hai mắt rồi nè các em. Rất xinh phải không nào? Chị sẽ bỏ chú lợn xuống đây và tiếp tục làm những con vật khác nha. Giờ chúng ta hãy tiếp tục sử dụng cái khuôn này để làm ra những con thú mới nha. Đầu tiên là chị sẽ sử dụng đất màu xanh da trời. Bỏ vào đây. Ấn chặt. Và lấy ra nào. Đây các em ơi. Hình một chú cún nhỏ xinh. Rất là dễ thương đó. Nè, tiếp tục làm nào. Màu hồng nha các em ơi. Dễ thương quá phải không nào? Bây
giờ chúng ta lấy ra nha. Hình đấy. Một con nàng chó khác dễ thương lắm. Chị sẽ gỡ những cái rìa ra nhé. Rồi đó các em, và chúng ta nắn lại cho đẹp nè. Chị sẽ đặt xuống đây nha, bỏ vào giỏ bên cạnh người bạn của mình. Làm thêm nữa các em nhỉ. Chúng ta sẽ làm thêm, ở đây có rất nhiều khoai nè. Đó, cà rốt. Đấy các em, bỏ vào giỏ nha. Các em ơi, tiếp tục bỏ vào giỏ nè. Đây, bỏ tiếp vào giỏ. Wow, chúng ta đã có một cái giỏ đầy ụ rồi các em ạ. Theo chị Chim Sinh sẽ hướng dẫn các em làm một con vật rất là dễ thương, đó chính là chú kết. Ở đây dưới cái lồng chim này chúng ta sẽ có một cái khuôn để có thể làm kết này các em. Sử dụng đất xanh lá và đất màu cam nha. Bỏ vào đây. Ấn vào khuôn này. Gỡ bỏ những cái phần đất thừa đi nè. Wow, bây giờ chị sẽ lấy ra nha. Wow, tên 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 tên. Chúng ta đã có một chú kết rất là xinh đấy các em ơi. Đây, chính là chú kết. Tiếp tục làm thêm một con nữa nha. Này các em ơi, thêm một chú két nữa xuất hiện rồi. Chú két này có cái phần mao màu hồng rất là xinh nè. Wow. Bây giờ hãy bắt tay vào làm những chú cá xinh nha các em. Ở đây chị Trinh Thanh sẽ làm một chú cá màu tím. Một chú cá xinh xắn đã xuất hiện rồi nè các em ơi. Đó, làm thêm chú cá thứ hai nha.
sẽ lấy ra khỏi khuôn. Ô, rơi mất rồi. Đây các em ơi, chú cá thứ hai đây. Chú cá chê trông rất là buồn cười các em ạ. Đây là chú cá chê nè. Sau khi mà chiêm những chú cá sông này xong á thì các em hãy gắn lại vô khuôn nha. Để làm gì các em biết không? Đó chính là chúng ta sẽ tưởng tượng hai chú cá đang bơi trong hồ. Đây các em. Đó, hai chú cá đang bơi trong hồ nha các em ơi, rất dễ thương phải không nào? Cuối cùng là chúng ta hãy trang trí cửa hàng này nha. Đầu tiên là chị sẽ làm một cái bảng hiệu để cho cửa hàng nè. Đó, chọn một màu trắng nha các em. Rồi đó, chị Chim Sinh sẽ lật lại nè và đặt lại vào khuôn này luôn. Xong rồi đó các em ơi, một chiếc bảng hiệu rất dễ thương đúng không nào? Bên cạnh đó là chúng ta hãy làm hai cái cột nha. Và đây là cột thứ nhất có in hình chân chó nè, những vết chân chó rất là dễ thương nha. Chúng ta bỏ đất vào, nhấn chặt vào. Và bây giờ lấy đất ra nha. Và lật mặt ngược lại để trang trí vô cửa hàng. Xong rồi đó các em ơi, một bên và bên còn lại cũng tương tự nha. Chị sẽ bỏ đất vào đây. Sau khi ấn chặt thì các em lật ngược lại và gắn ngược lại vào trong cái cột này nha. Vậy là chúng ta đã có hai cái cột in hình chân chó rất dễ thương rồi nè. Và chuyển qua làm phần mái của cửa hàng nha các em. Chị chọn màu trắng xanh xen kẽ nè. Trắng nè và ngược lại. Tiếp tục tương tự, chị sẽ chọn màu hồng. Nếu mà dài quá thì chúng ta có thể nhấn bớt đi nha. Ngược lại nè. Thứ ba là màu cam. Rồi, lật ngược lại nè. Thứ tư là màu xanh lá. Lật ngược lại nè. Màu xanh lá này hơi xấu nghe mà. Chị Chim Sinh sẽ chỉnh lại cho nó đẹp xíu nha. Rồi đó các em ơi. Và tiếp theo chúng ta lại chọn thêm một màu trắng nữa nha. Lật ngược lại nè. Cuối cùng là màu hồng. Tương tự các em hãy lật ngược lại.
Xong rồi đó các em ơi, vậy là chúng ta đã làm được cái phần mái rồi đó. Đây là phần mái của cửa hàng nha. Rồi, cửa hàng sẽ cần phải có biển hiệu nữa nha. Và chị Chim Sinh sẽ sử dụng miếng sticker. Chị đặt cái này xuống đây trước nha. Chị sẽ lấy một miếng sticker Play-Doh và dán lên cửa hàng nào. Đó, cửa hàng của chúng ta đã có Play-Doh rồi. Bây giờ bắt đầu trang trí nha. Chị Chim Sinh sẽ đặt cửa hàng tại đây, đằng trước cái khuôn này nha. Đây, cửa hàng sẽ nằm như thế này. Và trang trí thêm hai con chim ở trên nè. Hồi nãy chúng ta đã làm hai con chim két đó. Bây giờ đặt hai con chim két lên đây nha. Đó, hai chú chim két lên. Rất xinh phải không nào? Và bỏ lên đây, gắn lên lồng đèn ở đây, đèn chùm ở đây nha. Chị sẽ xoay cái này lại. Để làm sao các em biết không? Để chúng ta sẽ gắn chặt lại được nè. Đó, cửa hàng của chúng ta đã được gắn chặt lại. Rồi, đây là phần thú cưng. Đây là cô bé bán hàng, rất là dễ thương nè. Cô bé bán hàng sẽ đứng ở đây nha. Đó, đây là thú cưng. Đây, bên cạnh đây là có một chú chó dễ thương nè. Chú chó nè, sẽ đặt ở đây nha. Em mèo thì đặt ở đâu? Em mèo thì đặt ở đây nha. Em mèo đặt ở đó có hơi cao không nhỉ? Nếu vậy thì sẽ cho mèo xuống đây nha. Cho mèo xuống đây luôn. Rồi, đây sẽ cho con vật dễ thương này ngồi ở đây để bán hàng nha. Và đây là bể cá của chúng ta nè. Bể cá thì chúng ta sẽ đặt ở trên mái nhà được không nhỉ? Chị sợ nó rơi thôi. Đó, vậy là xong rồi đó các em ơi. Chúng ta đã hoàn thành xong cửa hàng thú cưng rất là dễ thương rồi nè. Chị Chim Sinh chỉ chơi một số cái động vật mà tiêu biểu thôi. Đây là cá, mái hiên nhà, chú mèo, chú gấu, chú heo, chú cún. Rồi cô nàng bán hàng rất là xinh nè. Đó, các em có thể thấy. Và với những cái vật dụng này các em có thể làm thật là nhiều con vật hơn nữa đó. Tại vì chị Chim Sinh không có thời gian cho nên chị Chim Sinh không thể làm nhiều hơn được. Các em có thể tìm mua bộ đồ chơi này tại shop đồ chơi trẻ em.com nha. Chị Chim Sinh mua ở trên đó đó. Còn bây giờ chị chào tạm biệt các em nha. Hẹn gặp lại các em trong lần sau nha.